Mẫu Kia Celtis 2023 mới tiếp tục được cho ra mắt chính thức tại Úc, có giá từ 485 triệu đồng. Kia Australia sẽ bán Celtis bản nâng cấp giữa vòng đời, với 4 phiên bản được đặt tên là S, Sport, SP, GT và GT-Line với giá thấp nhất là 485 triệu đồng, và cao nhất lên đến 738 triệu đồng. Vào đầu tháng này, Kia cho biết, lô xe Celtis 2023 đã xuất ngoại để đến nhiều thị trường ngoài Hàn Quốc để ra mắt, còn với giới mê xe tại Việt Nam vẫn chưa rõ khi nào tha cô mới cho ra mắt chiếc xe Kia Celtis bản nâng cấp giữa vòng đời này. Mới đây nhất, Kia Australia cũng đã xác nhận lô hàng xe Celtis bản nâng cấp giữa vòng đời đã cập bến, và họ đã có buổi giới thiệu với giới truyền thông nước này. Kia Celtis 2023 mang phong cách mới chính thức ra mắt, tại Úc với 4 phiên bản được đặt tên là S, Sport, SPORT và GT Line với giá thấp nhất là 485 triệu đồng, và cao nhất lên đến 738 triệu đồng. Cụ thể, giá khởi điểm là 29.500 đô la Úc, tương đương 19.956 đô la Mỹ hay 485 triệu đồng sẽ dành cho bản S, con số này sẽ tăng lên 32.700 đô la Úc, 22.121 đô la, tương đương 538 triệu đồng cho bản thể thao. Hai mức giá bán 35.800 đô la Úc, 24.218 đô la hay 588 triệu đồng và 41.500 đô la Úc, 28.074 đô la khoảng 682 triệu đồng lần lượt sẽ dành cho bản SPORT và GT Line khi được trang bị phiên bản 2.0 lít 4 xi lanh. Các biến thể Sport và GT Line với động cơ 4 xi lanh tăng áp 1,6 lít sẽ có giá khởi điểm lần lượt là 39.300 đô la Úc và 44.900 đô la Úc, tương ứng là 646 triệu đồng và 738 triệu đồng. Đáng quan tâm là động cơ 4 xi lanh. Dung tích 2.0 lít nói trên không thay đổi nhiều so với Celtis trước khi được nâng cấp, nhưng Kia Celtis 2023 trang bị động cơ tăng áp 1.6 lít được hưởng lợi, từ công suất cao hơn 12%, cùng một mô men xoắn, và tiết kiệm nhiên liệu hơn nhờ trục cam và van mới hệ thống điều khiển, và một hệ thống quản lý nhiệt tích hợp. Hộp số ly hợp kép 7 cấp của Kia cũng đã bị loại bỏ để chuyển sang hộp số tự động 8 cấp, trên xe Celtis bản nâng cấp giữa vòng đời. Ở thiết kế, một loạt thay đổi đã diễn ra để giúp phân biệt Celtis bản nâng cấp với mẫu cũ, như phần đầu xe có cản trước mới, và trang trí tấm trượt nổi bật trong khi các mẫu GT Line cũng được hưởng lợi từ hệ thống chiếu sáng đặc trưng được thiết kế mới. Ở phía sau, nơi có những thay đổi rõ ràng nhất, bao gồm việc trang bị đèn hậu mới, trong GT Line, tích hợp đèn LED và giải sáng toàn chiều rộng. Kia cũng đã thay đổi nội thất của Celtis 2023. Giờ đây, bốn phiên bản Celtis bản nâng cấp giữa vòng đời đều có cụm đồng hồ đo kỹ thuật số, bao gồm một màn hình nhỏ cho S và màn hình kép 10,25 inch cho Sport, SPORT và GT Line, giống như những màn hình của Sporter và EV6 mới. Tất cả các mẫu xe giờ đây đều đạt tiêu chuẩn với lỗ thông hơi phía sau và ổ cắm sạc USB-C trong khi GT Line có ghế trước sưởi và thông gió, vô lăng có sưởi, cửa sổ trời nghiêng và trượt, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, ánh sáng xung quanh và một màn hình hiển thị head up. Những khách hàng chọn mua xe Kia Celtis bản nâng cấp, giữa vòng đời sẽ có thể lựa chọn một trong bảy màu có sẵn, bao gồm một màu mới có tên là Pluton Blue. Riêng phiên bản GT Line cũng được cung cấp thêm hai bộ áo mới với phong cách sơn hai tông màu khác nhau, rất đẹp mắt. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.